Trong video này chúng ta sẽ cùng đến với 8 đội hình mạnh nhất đấu trường chân lý mùa 12. Tôi biết là 8 nghe có vẻ hơi ít, tuy nhiên chúng ta cứ tạm thời đến với 8 đội hình trước. Còn ở cuối video mình sẽ dành thời gian giải thích cụ thể hơn tại sao lại chỉ nói đến 8 đội hình nhé. Tất nhiên đây hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm chơi PPE trong khoảng 2 tuần của mình, cũng như dựa theo thông số từ các đội hình tại máy chủ PPE. Thành ra nếu có bất cứ đội hình nào mới nổi lên trong bản chính thức thì mình sẽ bổ sung, cũng như các bạn hãy bình luận ở phía dưới nhắc mình nhé. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh. Đầu tiên, ta sẽ nói đến các cái đội hình đánh cơ bản kiểu giữ máu đầu trận, xong lên 8 rồi đánh bằng các tướng 4 tiền. Tất nhiên còn những cái trường hợp khác là các bạn có thể một chuỗi thua dài xong cố gắng lên 8 rồi comeback. Nhưng tất nhiên tỷ lệ như vậy nó sẽ khó vào top hơn. Đội hình đầu tiên chắc chắn phải nói đến nó là Kalista với 6 tiền. Bởi Kalista ở PPE là một tướng quá khỏe mặc dù bị giảm sức mạnh rất nhiều lần. Đội này cũng rất là dễ đánh, tức là các bạn dồn đồ vật lý quan trọng cuồng đao cho Kalista, tất nhiên một cái thôi cũng được, có thể thay cái cuồng đao còn lại bằng một món sát thương khác, dồn đồ tanh cho Rakan đép dần lên 8 với cái khung tiên. Những cái đồ phép thì bạn để cho Milio, và những đồ vật lý còn lại sẽ để vào Camille ổn định với 6 tiên, 3 liên hoàn ở level 8, level 9 nó sẽ là Zillion để thêm 2 hệ thời không với cả bảo hộ. Tiếp theo là đội hình hỏa pháo thủ. Thì đội hình này đánh xung quanh Virus và Nasus vào dạng giữa trận, tức là các bạn có vô cực xanh Chojin cho Virus và 3 món tanh chuẩn để vào Nasus để tanh. Sau đấy với ấn hỏa hoặc kể cả không ấn hỏa đi chẳng nữa, thì bạn có cho mình Smolder vào level 9, bắt đầu dồn đồ vào để Smolder carry phụ, ổn định với cả 4 hỏa và 4 pháo thủ ở level 8. Sau đấy lên 9 cho Taric. Tất nhiên bài này còn có rất nhiều biến thể khác, như kiểu là các bạn chuyển qua đánh 6 hóa hình, bớt hỏa cũng như pháo thủ đi. Tùy thuộc vào cái tướng 2 sao các bạn lên được, nhưng mà chủ yếu vẫn là đánh quay bao này. Tiếp theo là nó đến 8 thông đạo Rise Carry. Chủ lực của bài này là Rise, thì chiêu thức của Rise mùa này gần giống như là TF Disco. Thành ra là những đồ mà nó cầm cũng tương tự, kiểu như cuồng đao, quyền trượng, Sojin, ngâm bảo thạch, để tích sát thương, gây sát thương thời gian dài. Và tanh chính sẽ là Toric với cả nó set móng rồng tại meta phép rất là nhiều, dây chuyền chuộc tội, giáp máu vân vân. Cái mạnh của bài này là với việc các bạn có 8 thông đạo ấy, thì bài này sẽ vừa trâu có thể đánh lâu và đủ sát thương. Tuy nhiên là cái khó của các bạn là làm sao để kiếm được Nora, thì cần phải lên 9 hoặc tốt nhất là nếu có một ấn. Có một ấn ở đây thì các bạn có thể bỏ bớt DJ để thêm vào Dyna. Giảm hồi phục thì có thể dùng giáp lửa, mà tốt nhất là quỷ thư vào Nora, vì Nora chiêu sát thương lan rất là tốt. Những đồ phép còn lại vào Nora, mèo Yumi thì ta để búp cho Toric, bởi vì bài này muốn câu giờ. Bản thân Rai đã đủ sát thương rồi. Ở level 8 nếu mà chưa có ấn và Nora, ta có thể dùng Nami tạm để 6 thông đạo với 3 pháp sư nhé. Tiếp theo là 4 chiến binh, Wen và Fiora cùng gánh đội. Thì trong trường hợp ta có rất nhiều đồ sát thương đủ cho 2 carry một vật một phép như thế này, tất nhiên cũng thể linh động hơn là bàn tay ở đây, nó sẽ chuyển ra cho tank, đây là quyền năng. Thì cái khung 4 chiến binh này là một khung khá là tín, với việc là các bạn sẽ kích hệ rất là đẹp. Được 4 chiến binh này, 3 bảo hộ, 2 phù thủy, 2 hỏa, 2 hóa hình, 2 tiên và 2 bánh ngọt ở level 9. Đồ tanh ta sẽ ưu tiên dồn vào Rakan, Morgana hoặc Nasus sẽ là con cấp 9, tùy theo các bạn tìm được con nào trước. Giờ ta sẽ nói đến 7 kỳ quái. Bài này sẽ đánh xung quanh sát thương của Nami, gấu của 7 kỳ quái cũng như là Brya. Nami sẽ cần một đồ mana, Morello thêm một đồ phép nữa. Trước khi có Nami, lúc đầu chúng ta đép có thể để vào Syndra, sau đấy đổi qua. Gấu của 7 kỳ quái nó cũng là sát thương phép nên sẽ cần nó set thêm 2 đồ cho tank. Brya thì tất nhiên kiểu huyết kiếm, quyền năng, các cái đồ cho carry tay ngắn vật lý sẽ rất hợp. Khung ở level 8 của chúng ta sẽ là 7 kỳ quái, nên có ấn, bởi vì trong trường hợp mà không có ấn ấy thì bạn mà không tìm được Brya thì rất rất khó đánh. Nên bài này khuyến khích là có ấn thì hãng đánh. Đây là những quân cơ bản ở level 8. Các cái đồ mà của Brya cầm mình trước đấy có thể để tạm vào Nila. Cấp 9 của chúng ta sẽ là Karma để kích hai hệ thần chú cũng như là thời không. Tất nhiên là bài này có những biến thể khác, chẳng hạn là các bạn không kích ba pháp sư mà dùng Tumken Serat cũng được. Đội hình cuối cùng cho cái bài 4 tiền nó sẽ là 6 phù thủy, Karma và Fiora. Bài này sẽ cần ấn để có thể kích 6 sớm, cũng nhờ về cuối trận các bạn bỏ đi được Zoe. Karma sẽ cần mùa xanh hoặc Sojin cộng thêm ngang bảo thạch. Đồ cho Fiora thì vẫn là đấu sĩ tay ngắn cơ bản. Tank các bạn sẽ để vào Nico, Morello ưu tiên vào Morgana, rồi những đồ phép còn lại thì dồn vào đây. À hơi nhầm tí, thật ra hệ này nó là ma thuật mới đúng. Thì chủ yếu cấp 8 các bạn cần 6 ma thuật cộng với Zillion hoặc là Rakan hay Nasus, tùy xem con nào cấp 2 lên cấp 9 thì bỏ con còn lại nhé. Hai đội hình còn lại trong video thì sẽ là hai đội hình reroll 3 sao. Trước tiên ta sẽ nói đến Vex và Vega 3 sao reroll.
Thì với bài này cách đánh nó sẽ là slow roll ở cấp 7 để lấy Vex 3 với cả Vega 3. Với bài này chuỗi thắng rất quan trọng để bạn có thêm tiền cũng như là thời gian để tích bùa từ đấy Vega mạnh ấy. Vex bắt buộc phải có thú tượng, cộng thêm 2 đồ tanh ưu tiên móng rồng với meta nhiều phép này. Vega sẽ cần bộ xanh để ra chiêu sớm cộng thêm 2 đồ sát thương nữa. Tối ưu là 2 đồ này giảm hồi phục cũng như giảm khám phép chúng ta sẽ để vào Nami. Tất nhiên các bạn cũng có thể chuyển nó set vào đây nếu các bạn không có giao điện, hoặc để giữ máu sớm. Không có bản của bài này nó sẽ là 5 pháp sư cộng với cả Blitz Nunu ở level 7. Sau khi các bạn có 2 con 3 sao này thì các bạn lên 8 thêm Toric vào để lấy 2 hệ. Yumi của Nora thì sẽ bút cho Vega để thêm sát thương cho bài. Tiếp theo là Cassiopeia Syndra Reroll 6 anh. Để bánh bài này thì bạn sẽ cần nhiều trang bị, tức là để đảm bảo là Syndra có đồ, Cassio có đồ, cả hai con cùng gánh. Ưu tiên Gasso chắc chắn là cuồng đao, cộng thêm kiếm súng đánh lâu dài. Syndra thì sẽ ưu tiên Sojin với cả đánh Ashore để có thể ra chiêu sớm, cộng thêm một đồ AP. Tank chính của các bạn sẽ là Nico để câu giờ cho hai con carry này xả chiêu. Với việc là hóa hình nó sẽ ưu tiên đồ máu như dây chuyền trục tội, giáp máu warm up. Những đồ tank và AP còn lại thì các bạn có thể dồn vào Swain reroll ở level 6, lấy Cassiopeia Syndra 3, sau đấy ta lên 7 roll nốt Nico 3, nếu được thì Swain 3. Ở cấp 6 thì nó sẽ là khung này, 4 hóa hình, 2 phù thủy, 2 thần chú. Sau khi lên 7 thì chúng ta sẽ để thêm một con kỳ quái, rồi khi lên 8 cố gắng kiếm được Brya với cả Narcissus để hoàn thành bài. Bài lại còn một khung nữa, tức là vẫn 2 carry chính này, các bạn có thể dùng 6 ma thuật cũng được. Rồi chúng ta sẽ nói đến một cái phần khá quan trọng nữa của video. Giờ mình sẽ giải thích là tại sao sẽ chỉ có 8 đội hình nhá. Là bởi vì thứ nhất, video này không có đội hình Exodia. Như các bạn xem đến đây thì cũng đã biết, vì mùa này reroll rất mạnh, thành ra là gần như là đội hình cấp 9 nó không thực sự mạnh và không được ưa chuộng nhiều. Tuy nhiên các bạn xem đến đây các bạn sẽ có một câu hỏi khác, đó là thế tại sao lại chỉ có 2 đội hình reroll ấy? Thì lý do đó là bởi vì là 2 đội hình này nó không cần hack anh hùng để có thể sử dụng được. Còn những bài reroll khác của mùa này thì sẽ đều cần đến cái hack anh hùng, tức là cái hack búp cho chính xác một con tướng đấy. Và mùa này thì có rất nhiều hack và hầu như là các hack đều rất là mạnh. Thì các đội hình sử dụng hack anh hùng mình sẽ cập nhật trên kênh sau, có thể là dưới dạng các cái video lẻ, hoặc có thể là một video tổng hợp tất cả các cái bài phù hợp cho từng hack anh hùng ấy. Rồi, video đến đây thôi. Nếu các bạn có chỉnh sửa bổ sung gì thì hãy cứ bình luận phía dưới. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh của mình. Chúc mọi người leo rank thành công. Bye bye.